dương vào nhà chăm đi. Người nhà nước. Em biết cái này, cái nhà để kia. Có cái nhà hàng xóm có trẻ con. Vui thật đấy nhỉ. Đưa vào có trường mới, nhà mới ở đâu, nhà mới Thank you.
này. Con áo không nhỉ? Anh lấy cái quả này có việc xuống nếu khi nào xong việc em lên thăm em thì em cần anh nhé. Lúc nào em không sợ bụi.
Bây giờ tắt nhé. Bây giờ xong thợ dùng hai cái cửa này. Hôm nào là anh về hộ. Có đủ rồi thì em đi làm gì được thoải mái hơn nhé. Anh về nhé. Không về nữa nhé. Có đi ngủ ở đây nhé. Anh về. Đói chưa? Đói, em đã nói đấy. Em nói khi con tắt. Ok. Anh có đèn đèn ra dán xe là được. Đèn sáng. Cái
Cái này là ốc lắc hả? Dây buộc bằng dây buộc cho cô. Các chị xin đoạn dây không? Còn cái này là cầm.
làm. Giám sát anh em nào dưới cái đường này. Mình thôi. Sáng cố bắt mấy cái kèo trên này. Sửa lại kèo thôi nhỉ? Sửa lại lấy sắt để lên trên này. Ngày mai là anh em thở đông không? Ngày mai chắc khoảng 3-4 người. 3-4 người. Thế là cố gắng làm kịp cái tiến độ thời gian nhé. Ừ. Cũng cố gắng lắm rồi đấy. Đấy, cứ làm đi. Ừ. Bắt đầu từ ngày mai bảo anh em về đông đủ cho làm kịp cái thời gian tiến độ. Tấm lợp này đủ chưa? Đủ rồi. Đủ hết đi. Vâng, cả bên trên. Được rồi, như thế này là khi nào làm xong thì em để ý anh em thợ lợp nhé. Thợ lệch là mưa nó bị thấm rồi đấy. Em ở lại nhé, ở lại giám sát công trình nhé. Vâng. Anh đi về trước. Có gì thông tin cho anh nhé. Vâng ạ, anh cứ về đi. Liên lạc cho. Ở đây em giám sát đi.
lên không? Nặng lắm không? Em đi được mà. Ôi bây giờ cũng muộn rồi, để anh đưa. Anh bận thì anh cứ làm đi. Nào, nhiều không, nặng không? Em đựng được. Điều ngồi được không? Để anh đưa về. Nắng lắm. Em có tôm nữa, vô ăn cưỡi mà. Cái đồ à? Ừ. Đồ rèn à? Luồn lấy cây đây luồn nào. Lấy cây luồn. Này... cây này chắc là phải xiên ra đi. Không cập vào cái này nó xiên sao.
Làm ở đâu em là em trồng làm cái đầu này em đang hơi là xiên này. Cho tầm đấy chắc là được đấy. Ừ. Để xem em có búa có đi không? Tôi đặt cho em. Ra lùi ra đây tí thôi, đi gần điện. Đóng cái kia. Ờ, để anh đo xuống dưới đó này. Muộn anh ngồi lắm đấy.
có ạ. Có mì tôm. Em nhóm bếp thì anh cái nhà em có như đâu anh đi làm một ít. Anh gạt dấu mình tơi. À, em vui nước nhỉ? Nhau mù tôm tốt thật đấy nhé em nhỉ. Trứng lên nha em. Đặt đây. Hai quả thôi nhé, trứng hai quả. Bật cho rau xuống. Rau xanh ngon rồi đó. Ăn đi em. Mm-hmm.
ngày mai ấy. Ngày mai được làm gì ấy? Bảo nhà cửa làm xong rồi. Em muốn mời các bác hàng xóm để cơm ấy. Chị biết là em làm cơm ấy. Quên đi em thức anh. Nghỉ nhá. Hơi chói nhỉ, nên thả ra ngủ nhé. Rồi đóng vào. Nằm ngồi một tí nghỉ, chưa chiều làm tiếp. Ngủ đi, ngủ được.